đấy, thế thì vậy là bác hãy đến cho mình vậy em ví chắc nó cho một thiên bọt vui cho một thiên bọt vi hẳn ráo cho một thiên đến ráo thì nó không đơn phải để xảy thì thế bác hãy đến quân đồ để ai cũng cho được càng đất đi vầy xong cơ rồi bác bó xa tốt ông bó xa tốt nó lục rầy xa gia lít à. Chiều bằng có bay khả để ý để ai bằng con được cảnh về tỉnh bấy số cơ rô bó bó xa tố ông ô xa tố đó lâu thủng tiêu lâu thủng tiêu úc sơ hình tà bay khả để ý tỉnh bấy để ai bằng con được cảnh về tỉnh bấy số ông ô sáng tố ông ô sáng tố ta được lấy không chia lại chàng được bách ăn đi về trong cái đó ai còn coi là càng bệnh thì mấy số cơ đồ ông ô sáng tố ông ô sáng tố ta được lấy giúp sức quân đi vẹn tiên bấy xong cổ đồng cả nạ tâm ở đây nó ổn thì thằng mũi mình đi thao vẹn tiên bấy nít cư dương bên việc mình buồn rút bàn chai chuyện quỳ cú đừng thua ca cho đến mũi cú đồng bây lan tư cổ đồng cuốn bọn tổ mình đi thao nè chứ nế đừng lan tư cổ đồng cuốn đánh bọn cho nên chương ai sập vây bởi trăm cho năm khi bọn một thí chồng này nhà chán trừ điên vì mê điên thì bọn bị xong bọn thèm đồng nạ ca đi vẹn nít cư viên bay gạt đỏ đá, cư viên muốn làm mình chôn xa bay nền tí xâm đố đánh đau cho lo cho lo cái niềm mà nói lưng ở cái nông giả về đọc ra một tí hay nâng sở đọc lâm xa và nèm bay nền tí cố mà nói thì vẹn ít cứ đọc bay xong răng cho nên dục bay khăn ở đi bí rút tên được quân vẹn lại bó đọc đọc bay cho nên chùm rớt chơi ngay sở tây và chăm chứ nam tì bò một phỉ đọc bay cùng đi xe mạng phiếp nâng xa ra một bôn bọc luôn bôn cứ cùng cuốn cùng đất làm bây bồ đi cả tên một đất thiên thì này đặc nòm cùng đất con trô đưa cọp bạc để sai bên đi cứ con tay chia đi bèn còn nòng cứ con tay chia cam rồi cuốn cùng đất làm bây bồ đi cả tên một đất thiên thì này đặc nòm hai viên mình sân tay chia chung khô đưa cọp ca cho mình chăng thì cuốn rồi cuốn nâng căm thì lại chuyên châu đo vẹn thì bấy cụ thì mũi mình ưu xa lát cứ mình ưu xá hay mình ưu lùng muốn cứ mình ưu xa lùng ta một nụ chlát cứ chơi một nụ xá hay một nụ lồng ngôn cứ chơi một nụ chơi mạnh tế ta cái nào tập ở đây nó ông bị thui từ mũi chưa ai được tìm đam bay chơi nó sầm nôn ít xong mình chơi bay khả nào đi cu tìm bay vẹn tìm mũi xong mình chơi lại một vị cả xong mình chơi bay khả nào đi nâng cái nào cam mà ca viên đầm lại tìm vẹn tìm mùi cứ chỉ vẹn bằng chun xa con trô đưa cọp bạc đẹp xanh mà nẹ bây nửa tỷ bây lưu xâm lấy chuông bên này thả ọ hỏi ọ mong hỏi xong anh chơi anh bay khả nửa đi tìm mùi làng bằng chun xa con trô bọt thiên là bọt mà nụ chlát cứ chơi mà nụ ủ xá hay mà nụ lùng ngốm cứ chơi mà nụ chờ dạ bê bây nửa tỷ xong chơi anh chơi chơi ចាសសូមអរគុណចាសសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំនៅតែគាំទ្រតេតតងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលបានបកស្រាយថាមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សដែលឧស្សាហើយមនុស្សល្ងង់គឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលជាការពិតណាស់ដោយសារតែគាត់ឆ្លាតនឹងហើយបានគាត់ឧស្សាហ៍គាត់ឧស្សាហ៍ដោយសារតែគាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងចំណុចពាក្យមួយនឹងដែលនាងខ្ញុំចង់ highlight phía giếm ở khuôn quạt ở xá đầm bay ở từ tua ban nơi ở là tập hóa của đôi chia ca nghĩa đại viên miệng sẽ tập hiệp của chẳng sử dụng màu vánh tẹo tông cho môi nâng bịa tha mà nụ chát cứ chưa mà nụ xá nhưng khi nhóm ở quam trô bị phụ đề xa tại dương mơ khơi tha nẹ đại chát nâng ấy cứ chỉ nẹ đại xá
hay nè xa nâng hay mà thổi quạt nâng chạp đôi sao ta quạt phía dìm khóm thua nơ rương chỉ tràn chạy sạch đôi nhìn khuyên nhóm toàn chứ cà bì môn nhìn khuyên tất hai nhìn khuyên nhóm chạp đấy cứ mở nước giấy đó cho chân dễ tràn cầm bàn tay nó bà đấy nhìn khuyên nhóm ủ xa thua rương đọt đa tràn tức viết tới chỉ ca bằng đô cùng nít áo viết tới chỉ ca đại dương nít chạp bàn ưu tiêu hót tẹo tông mùi nâng ca ở rô xì y chạy đàm nhưng mùi tiếp cứ tẹo tông cho mùi nâng mùi nguồn ngốn cứ chùi mùi đặc trời chỉ ca bệnh nà phù đề xa đại dương mơ khơi tha đòi xa tại quạt nâng xôn cùng nít cứ quạt mình bán đơn tha tác quạt cu tại thua ấy tích thua ở quạt nâng lùng ngốn nó bê đại quạt lùng ngốn cứ quạt mình bán cực cứ thua ở quạt chớ quạt cực tha quạt đôi chừng cái phong đấu hay cứ mơ bị phục lốt ở anh ở thôn tử lý bà nè nhưng nó bê đại quạt lùng ngốn nâng hay thua ở quạt nâng xôn ấp trắng thua ấy cực tha thua từ ấy thua chớ ban bây giờ ấy nâng cứ chỉ mua hết đại nẹt ở lùng ngốn nữa cứ mang sạch vào quận cứ ban cất cầm nọt mà hoay tha thua tao về miền ban ấy cứ ở miền đặc hạt tập pê này cứ sốc chất vô pê phơi rừng ấy để quạt châu chất cứ việc sao chiêng ta chạy sai với mình chăng nè của ở ca nghe mà chuẩn nuốt person bà ở dương bởi sân bà quạt miên chủng này đăng khắc cứ bà hai chỉ quạt ai nhưng lò bàn tay chạy đáy nơi xa tại quạt mình miên chủng này đăng phó hay cuộc xong chủ mùi nâng ca tô tôn chủ mùi nâng bà đại giá ca chung vinh to luôn có đôi chỉ ca nghiệp xem xe đã thơ ở quạt nâng cực thà ok quạt trăm bạch thơ ấy trở nên phổ đề xa ca nghiệp tặng ơn nâng cứ ở miệng bàn chúi quạt ở bàn thơ ấy quạt chùm ra ở nơi chỉ đào chẳng sử dụng màu vinh nhưng không nhóm nơi tại quạt trơ nơi bà thiên bọt mũi để bàn lực lang thà mà nú chát cứ chưa mà nụ ở xá hai mà nụ lùng ngốn cứ chưa mà nụ để chờ phù vi dương tập tam lừa vậy để nên khi bạn bỏ sai ở bị hàng lơ nằng chân ban này tha ở miền tây mà nụ để chát để chữa bệnh nhiều ở cả hai quạt đơn hai cái lại nè để quạt cù phơ nâng cái lại nè mình cù phơ nếu bây để quạt phơ rương đọt đá để mưa tới khơi pin sầm tập phơ của khơi nơi chưa phải giáo chỉ tra nâng là phơ ở quạt nâng can tại miền phía với chát hay sầm đạm nụ lùng ngốn vẫn cứ chỉ ca bật tập đá nâng cứ dương miền này tha sầm đạm nè để quạt ở mình đại quạt ở mình miền cùng đất tráng cứ quạt thổi quạt xoay thổi quạt chơi nó về để quạt chơi cứ thổi ở quạt khai từ chiều mình đốt đài ở lùng ngùng chẳng những khi nhóm xôm ở ao bó trầm ở bắp bần đằng trà xôm ở cồn bản ở cồn chơi anh chụp tôi ở lục chấm tiếu đại bàn bỏ sai còn tôi bên thiên là bọn chiếc mặt đó xôm chơi bay khăn ở đi tìm pi làm bị chôn xa bắt để sai bên thiên là bọn mình đốt chát cứ mình đốt giá mình đốt lùng ngùng cứ mình đốt chơi dạ pi bay này thì xôm chơi ខ្ញុំ សុគន្ធ មាលា សូម គោរព នឹង ជម្រាប សួរ ម្ដង ទៀត នាង ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ បដិសេធ ដាច់ ខាត ហ្មង ដាច់ ខាត ថា មនុស្ស ឆ្លាត គឺ មនុស្ស រសា ហើយ មនុស្ស ល្ងង គឺ មនុស្ស ខ្ជិល ហ្នឹង អត់ ត្រឹម ត្រូវ ទេ ចា សូម ជូន ពាក្យ ឆ្លាត តាម វចនានុក្រម ខ្មែរ បន្តិច មាន ន័យ ថា ប៉ិន ប្រសប់ ឬ ក៏ ឆ្លៀស វៃ ហើយ បើ ល្ងង មាន ន័យ ថា អត់ ចេះ អត់ យល់ ហើយ បើ ខ្ជិល មាន ន័យ ថា អត់ ចូល ចិត្ត ធុញ ទ្រាន់ ធ្វើ ការ ងារ យើង ស្ដាប់ ពាក្យ ហ្នឹង មើល ពាក្យ ហ្នឹង ខុស ទាំង ខ្លឹម សារ ខុស ទាំង ទម្រង គឺ ពាក្យ ដោយ ឡែក ពី គ្នា ហ្មង យើង អត់ អាច យក វា មក បញ្ចូល ថា មនុស្ស ឆ្លាត នឹង អាសា ហើយ មនុស្ស ល្ងង សត្វ តែ ខ្ជិល លេ ទេ ចា អញ្ចឹង មនុស្ស ឆ្លាត គាត់ មិន មែន សត្វ តែ អាសា ទេ ពី ព្រោះ ថា មនុស្ស ឆ្លាត ពេល ខ្លះ គាត់ មាន គំនិត ច្នៃ ប្រឌិត ខ្ពស់ អញ្ចឹង គាត់ ធ្វើ ការ ងារ តែ បន្តិច ទេ ខ្មែរ យើង គេ ធ្លាប់ មាន ពាក្យ មួយ ថា ម៉េច ទេ ធ្វើ ការ តិច គេ ចេះ កង្វាច់ បាន ផល ច្រើន ធ្វើ ការ ច្រើន អត់ ចេះ កង្វាន់ បាន ផល តិច ពាក្យ បុរាណ ខ្មែរ យើង ចា អញ្ចឹង មនុស្ស ឆ្លាត គាត់ អត់ ទៅ អាសា អី រឿង នឹង ទេ ចា ហើយ មួយ ទៀត ខ្ញុំ សូម លើក ឧទាហរណ៍ លោក Bill Gates គាត់ ធ្លាប់ និយាយ Bill Gates គឺ ជា ប្រធាន ក្រុម ហ៊ុន Microsoft គាត់ ថា ជិះ ខ្ញុំ តែង តែ ជ្រើស រើស មនុស្ស ខ្ជិល មក ធ្វើ ការ ហ្នឹង ព្រោះ មនុស្ស ខ្ជិល ចេះ រក វិធី ធ្វើ ឲ្យ ងាយ ស្រួល អញ្ចឹង ឃើញ ទេ មិន មនុស្ស ឆ្លាត ទេ ចា ចា ហើយ លើក ពី ហ្នឹង ទៀត គឺ មនុស្ស ឆ្លាត ហ្នឹង គឺ ជា មនុស្ស អាច មាន សក្តី ប្រមាថ គាត់ ប្រមាថ នឹង ធ្វើ ប្រហែស នឹង ភាព ឆ្លាត ផុស ខ្លួន គាត់ ស្វឹង នឹង ភាព ឆ្លាត ផុស ខ្លួន ខ្មែរ យើង ក៏ អប់រំ កូន ចៅ ដែរ ដូច ក្នុង រឿង និទាន ស្វា នឹង ដាវ ក៏ ô sva trong khối từ đó từ đáy đáy từ đó muốn đời sai quật an luôn quật chứ đôn ta không ai dưỡng quật bật chạy lại nâng cho ba hai rừng nâng từng ốc này sắp tới thua bàn đằng chà hai mà nụ chlát bờ sân chìa mà nụ chlát nâng quật miên bánh hà sọc của phiếp á có quật ọt ở xa đây quật chlát khu của ba nâng tay quật miên cầm láng cai từ thơ ấy ở xa mày cáo chung ca quật miên bánh hà sọc của phiếp lâu chất tiện đừng chứng quật ọt ọt ở xa cả tề chà hay dùng tam nẹ chật tật xá kê rô khơi tha chạy hướng chlát nâng hay nâng plâu chật nâng viên miên bánh hà mùi khỉa nhóm ưu tí họ đôi Steve Jobs bê quát chư nơi lơ gật tê lấy quát miên tới thơ ca xài quát chlát nâng mẹ nế tại nơi lơ gật tê nơi lơ kre ấy nâng quát ọt ai tới thơ cách ca nghĩa ấy ca tê chá hay nẹ khlát quát miên depression ấy xem xến cường chẳng hay mùi tiết mà nước chất bà quát miên tùm lọp lọ có quát bởi mà nữ lồng ngông xong tôi mà nữ lồng ngông nắng bây quạt miên tùm lọp lõ quạt miên cái chân thế chà còn tại quạt đặt đăng ta
còn tạo đắng chứ còn mình men chia một lúc chơi tệ ở mình lúc lúc ngủ mình men chia một lúc chơi tệ chả chứ ở ninh khâm sôm bản năng sấn chả bà con chán cho mẹ cô chẳng phí lớn đây dân chuyên đo mẹ xua trả lời mẹ đi xua mà nói lớp bị mười nửa tí hơi trả lời mà nói lớp bị bảy nửa tí sôm bay canada bạn xét trên đẹp chắp đầu sôm nụ mình sôm chơi chả ở nhung sôm xua nhung ụ thì hò kêu bằng riêng mà nẹt cọt lồng ngon ớt chè chuột chuột công chuột tơi phu cọt ớt men miên chuột riêng công chuột tơi chẳng su tha ta cọt cứ chia mà lúc chơi đại được tê hai tay chà ở con sập đập ở sầm nụ đáy ở tẹt tông chùm môi nâng ở các chơi đáy nhưng mơ khơi tha su tha hãy ban chia ở cọt ai tha lồng ngon nơi xa ta cọt ở ớt ở chè chuột chuột công chuột tơi bàn tay ban đây tha person mà cọt miên vị trí chi vẽ được của cọt vô đằng kha tẹt tông chùm môi nâng ca chuột chuột được của ca pra pra tặng ớt nước vị ai chỉ côn phải giỏi đài các bất tới chè sợi đai mình miên bị nai kết để chè tặng ớt hay có bàn tay nâng non nấy những trang vậy tha cứ nẹt để chơi rùm ưu ti ho tha nẹt để cọt mình tự ban cả sực xa rồi còn mình tự ban cả ôm ai chuyện đau nữa cứ quạt nó cứ ấp chui chặt từ riêng tăng vị đau màu chứ tới vợ quạt nó chặt đan cái tạc luôn quạt nó cứ lủng ngủ mình che chìm xe cứ quạt ban cái hai ở bóng hang luôn ánh tôi không sủng côm rồi có chỗ chủ mới được cai nghĩ xinh xinh với vợ quạt nó cứ nó không ai comfort zone hoặc quạt chứ vợ quạt nó ấp che chứ chạy xe đây tôi tiệm tôi mới đang sủng nổ hàng bong nó cứ mình mến bên đây tha ở quạt nó nhẹ đài mình che nó cứ chỉ nhẹ chưa lẻ nên những nhóm trang chủ nghĩa tha nó không cạn đấy nó cứ cho người tha tìm mỗi vị tẹt tông chủ nghĩa vị trí chữ vẹn của mình mến khục khnết tẹt tông cứ ở thời thời che ở thôi computer tụi bay niên nhóm còn niên nhóm mến chỉ nẹt thôi ở che thôi computer này bàn tay còn mến bên đây tha những nhóm là ngốn này cứ bàn đây tha riêng chỉ tra để dương che cứ dương chát cứ dương pra cái ở thôi mình mến bên đây tha tỏ dương ở thôi ảnh nắng tỏ tại dương thời thời che thả nắng món bàn đây tới ruộng chẳng tôi để tí dương mến chưa khổ ấy cứ ở tôi để tí cứ chỉ nẹt chú chỗ computer mình chẳng sợ mất rồi sao tập quạt chát nắng bàn quạt ở pra ở áo nẹt đầu tây nó chui thôi càng nghe nên ở áo quạt rồi có chu chu là nên áo quạt chẳng nè chả sản phẩm nên khi nhôm ở trong xã xua tới hàng bông mình đai tha ở đâu xa tới bông ban ở vậy tha ở tại tôi chuẩn bị nộp hiệu với chlat ở tiểu hoa lục steel shop anh chẳng nè cứ quạt chữ đạp luôn hay bên tay quạt mềm mình trong ở sai mình chẳng bên tay đâu xa quạt nơi đi tại tôi chuẩn bị nộp phải nhà ha ở sọc hiệp quạt ai chịu đam tay nên không đi dương ở trong ban bằng hai tại tôi mới cần và nhà hát sọc phía bể nhưng còn là dự trữ rôm tha phía chát cứ đợi xa tại quạt phơi đương chỉ tra tới mà thôi quạt đang tới chỉ ở xa chứ nếu nhom trong xuôi tới bên tha và sân bảo dương mình chát xuôi tha tới phơi mà dương ách phơi càng nghe ở chỉ tra bàn cha sôm ọc con bông và sôm chơi khang bạn để xét chơi nó sùng nổ hay ai xuôi mới sùng nổ chơi toàn mình này sùm nua xua tha mình chát thưa đôi mặt đất từ át thưa cả nghi chật bàn sùm nua nước mình từ chỉ còn tro nhom bên này thầy bỏ thầy nhưng đi khi trong xua bị chẹn trong thành chẹ tẹo tông chùm mùi nâng phịa chát tôi để xa tập về để quát chát quát thưa rừng chỉ chát mệt tèn chẳng hai bàn thôi từ chỉ ở quán ngã xa phụ nữ sang nó phải được quát phơi rương chỉ cho ra tất cứ quát ngả xa và lọt luôn anh mà thằng gột hẹp bịt chớng anh á ta bớt dần bạn nhẹ lùng ngố ngay để quát đai trắng phơi rương tận ó nó của quát chờ chắc nhầm xưa tha bớt dần ba mình nó quát mình chà tết thôi mấy quát xa cao ok chà mình nó chà đó mình nó xa tận ó thì chà mình nó chà quát miên vị thi phơi ở nghi sườn bịa thảo xá miên đây thà mạch ở xá miên đây tha phơi vì tràng đong phơi vì nhồi nhồi phơi vì tạt đai và to thơ vi cho chỉ nịch chẳng mình nuốt được quạt chlap ót chăm bát thơ chẳng nhô nhô chàng đong tạt đái tới phụ quạt thơ tam mà đong hài trẻ hay phụ quạt chlap rồi chả hái chả hay chấm nay ở quạt miên mật châu bái nâng vị thí thơ ở viên nghi sruồn đội chun cá dương ở vai computer mà cả đá mà sờ lấp chẳng kê mình nuốt chlap cái ở trong bắt nâu xa thôi vì mà ngay vô nghĩ ai là công chuyện tên cho lang hòm chân mà sẽ lập màu mà tôi khuyên đôi ô ở xa nó tam bất mà nó chắc cái ở thơ chăng ấy cái bảo bê về liệt lấy miệng sật tập hiệp của hai cái ca nghiên nó ban xâm rạch chẳng ở trong bắt ở xa ấy có ban đấy mà nó chắc còn miền vị thi miền một chỗ bái miền rộp biệp kết thọ quát ai thơ áo cái ca nghiên nó nghi sưu xâm rạch ban chẳng chà xong ai xua xùm nô môi xùm nô tạo lọc tàu vinh chà nhóm xong xua thà chè bật sân chìa khơn cạ sĩ con nẻ còn khơn miên bộ bộ khó mai màu hay cho bọ khăn hay miên bộ lưu bạc tật
không biết bà lưu bà ấy sao hay quạt tự bài tu sắp mưa chưa có thì là cả hai chân tới quạt đăng thà phải đọc này tì ấy tiết liêng thẻ màu ấy chẳng quạt cất thà chẳng quạt chân vô sơ rơi tự hà lắm của ấy ở tiết liêng thẻ màu ấy chẳng nhìn xu thà ta nẹ cất thà quạt nắng ở vô sơ rơi tự hà lắm quạt chìm nụ chà là đài rửa tế rù hai đấy. Chà, tiện tông chủ mối nâng xung nối nâng đáy đôi dương bạn đăng thà chúng các quận mơ khơi thà cả lãnh vì nâng phá liền đòi xa tập quận lùng ngùng. Vì đôi xa chúng các ca vậy để quận mơ khơi mân bạc khó thà vì chỉ ca bật mở rồi phía rồi. Thà xung đọc mẹ để quận chát quận ai nâng mơ khơi chạy xa đánh thà tác quận nâng mơ tê lơ cái hà ở sĩ tàn áp hiệp ở cái hà ổ tội nữ dôm rồi gọi anh chân á chúng ca nhạc khác kê miên sụp hiếp sật mối kê đáy thà ở mần toàn tầng phía phong dương ở vầy bãi phiền rồi gọi anh chân á nà vì chỉ ca ưu tự hò đài nhưng anh đi về mẹ chỉ ca xong nằm mọt ấy vì tẹp thông chúng mình đọc bọt vì sao đài hay nẹ đã thơ sài chúng ca nhạc nhóm chú chạy thà khuất bọc chị đăng chúc bác hình nẹ rùn đời tì krong thà ở cua tại ách hà bàn rồi gọi hà nằm bàn chân chân thông chúng đợi đi đá xem rạp quạt to nên khi nhóm chưa chạy tha mình mến tha quạt nâng mình chạy đi có bằng tay quạt là tha ca kết bỏ quạt mơ chuẩn luôn nâng cứ quạt quạt là kết tha ở vậy để quạt chỉ ca xong là mọt đời khuôn ái đỡ miên ca cái hai vị này chạy ấy thầm thở quạt là chỉ ca yôn khơi chân xem rạp miên khi nhóm kết tha nó không chậm nổi nâng cứ đời xa tại quạt nâng kết tha bà giáo ca đại quạt hà tới vì ai nâng phliên với thua ở khâu nâng sở hoặc quạt chân mau bị quạt là nguồn khuôn ai đời xa quạt kết đời khuôn ai đòi mình miên cao bên này chạy ấy chân xâm rạp nên khi nhóm chong xua tư ở bông bên đáy tha tẹo tôn chủ mùi nâng phía vây cha để dân tay ta như vậy tha ta mình nụ đại bông an như tha mình nụ lùng ngốn cứ mình bật tha mau bị quạt xưa lên mình chân chân xua tha ta mình nụ đại là xa ta quạt xưa lên bàn đại ổn mình đã lùng ngốn ta quạt ai ở xa bàn đại ổn xua xùm nụ nâng control nhóm thằng sông nhóm xông o côn để bàn xua xùm nụ nâng vì phụ ấy nhóm bạn đi sai nhóm tham luôn lồng ngóng mấy sẽ tầm luôn chấn lên chấn mà luôn lồng ngóng có ai ở xa ban ra trăm tới chả luôn lồng ngóng cứ ai ở xa ban chắc có xui sầm luôn nữa con trâu nhưng nhóm tàn đong cứ mà luôn lồng ngóng có ai ở xa có lồng ngóng rương muối té lồng ngóng hay nâng ở xá chia chia ạt tập kê giá pi xây khnhiệt đặt lại thì khnhiệt pi nâng ọt ạt mà chụp nhiệt miền mờ mực tự đằng tha ôi lồng ngóng đang chân lồng ngóng là sai ọt miền mưa mục tới khơi chẳng ấy ọt miền mưa mục tới sầm còn chẳng ấy bịa máy chạy đặt cho bao chẳng ngon không chả chẳng cần ai dương ọt ban sắc xa rồi còn chỗ bịa máy ban cho bao nữa dương ai tới chiều phong trở lòng tha lồng ngóng hay là chân nữa viết thở tàn chẳng viết thở ta dương sầm máy tha viết thở ta miền à quan tha từ chân đôi thua cái tha hay có tha chân to to kia từ đầu dương ọt cật chà ná đầu ọt cật chà ná dương mình trầm tài ọt trầm pì ê dương prao pì không ai có học tiệt các bậc đó việc cua ở má na pê na để dương chôn chiết không ai hay dương prao pì không ai ở trầm đấy dương mà chắc thì xa mẹ đấy bông phồn chà ọt bán ấy nó phải giặt phải dài mình tên cứ mình luôn lủng ngỗng mình sẽ được chơi thế chả có lồng ngóng hay đừng chơi ăn men phải chạy thao ta lồng ngóng đừng chơi ăn chăng thì chả chứng nhom còn lực tất chặt bong đai hay đừng tẹt tổng ốc nhiệt đai phao bị bịch không ai dướng ao phải giặt phải dài bị prúa dướng chia mà chặt thiệt xà chứng một nụ chlá cửa xà nứng mình men nụ chlá sạt tà xá hay nụ lồng ngóng sạt tạch chơi thì mình men chăng thì chả con trắng xem mẹ bỏ cu chẳng phí để bán cho long cắt nó vẽ tivi pi xu chạy hỡi ở lời ní dương chuyên cho đò vẽ tivi bấy đại chia vẽ ở sở đọc lâm xa xong chơi nhờ bay khăn đi bạc đi xét láng sở đọc lâm xa lơ bà thiên bọt láng bạc đi xét lơ bà thiên bọt mà nụ chát cứ mà nụ xá hay mà nụ lửng ngôn cứ mà nụ chờ để dạ bê bay nế tì xong chơi chà xong ọ con nhưng khi nhóm nơi tập bạc đi xét đặt hạt mong hướng biệt tham mình chia lát cứ mình sam mình ngóng chia nó cứ ắt trầm trầy sao mỏng chả cứ mình chia lát quạt miền đồng biệt cất chay tận đất sên sên chứng quạt ắt trầm bạch ở xa thưa cái càng như năng tơ đại tế hai lớp pin đi mình chia lát để miền sực đây bằng mát miền tơ lọp mình lõ có quạt ắt ở xa ấy đấy chả hai mình chia lát để miền sọc gập hiệp phơi cay phơi chật mình lõ có ắt ai bàn đấy chả hai môi mình tiết nụ chà đai tới chà tới ở miền bình này chân có cọt ở đà xa đai cọt miền từ thơ ấy cọt miền ở xa ấy tê chà chân hay mình nụ lồng ngóng nướng cọt cọt miền chia mình nụ chà đai cả na mình nụ lồng ngóng nướng cọt
miên tùm lò bà xá hay quát prôm tụt tù lạ thá quát lửa ngông bên nào quát đăng thạc quát lửa ngông quát chạp đàm xá riêng sâu tại mình lúc đấy à, à sắp à tụt tù dục đăng thạc luôn ai nâng lửa ngông hái chạp đàm riêng sốt à xá mong ọt mình chân lên chân à xá thưa ấy nâng to tới tiệt chà hay ở mình lúc lửa ngông mình lúc tám sạch chạp hiếp á bởi dương dây tới á mình lúc nông lộp á sất ta lửa ngông bởi dương dây tám thó á cha xua mình nước nông lốc sạt tan lồng ngỗng chẳng mình nuôi từng ao nước sạt tắc chân lại từng dương từng ao nén sạt chân lại mẹ nhưng tham nước nông lốc sạt tan lồng ngỗng nó nhung dậy tam bột vạch chẳng nặng bên đây thay dương ọt đắng thay rồi còn viên ạ vị chi ọt ai vô dụng đọt tục rô vị thi dụng đọt tục bàn chẳng chặt tục thay dương lồng ngỗng này lồng ngỗng thay nắng nhung mình để thay lồng ngỗng ấy thay ấy xin xin kia đấy lồng ngỗng thay cái lại mùi nặng chẳng bông phôi gần mới tha tao từng ao nén sạt tầm nước chân lại bông phôi nơi tin đi chân lọt chẳng chân lại là sao xa đai nó nghe cười nhé chân mệt tệ chà vì ở khẩu vì ở trời sạch chạp phía bắc chà chân ở môi tiết nhôm sọt độc dịch ở đây máu cứ ở mình nu đai chát mình mệt sọt tai mình ngủ xá hai mình nu lùng ngóng còn mình mệt sọt tai mình nu chân tê cứ bịa đai dương bàn lược làng nắng chia bịa đai dương chia tay như vậy to to khnhi ở đây qua ca kết bịa chà nà hay dương tùm lọp thà to to khnì máu lọp hơi mà cả rần ấy vô mà cả rần ấy nấng vô máu thưa chi thằng ọ được trầy mùi chấn sờ rộp máu thà chi thằng chăng thằng ọ mình mềm chăng tê cứ vì ọt lọp mình chăng vì sạch chạp hiệp rương năng thà mình nuôi lồng vi chi bồ rê vi đi chay kho dương vi đi chay đào môn nữa thà ao ta kê lồng ngỗng kê chân ao ta kê chát kê xa anh đang chia bộ rễ viên thì chay chia phân loại cùng nứt muối đại dương cua ta miền cà phải prua nâng cà phạc bắt đầu đại ở cua miền bắt to phân loại cùng nứt bẹp chẳng to từ tiệt tiền chẳng nên nhôm nơi tại bạn để sai đặt hạt món từ bịa tha mình nuôi chia cứ mình nuôi xa hay mình nuôi lủng cứ chia mình nuôi chia là cha xong ông quân kiến xong nhà bay khai địa bạn để sai chia bắt to xong chơi nhà bay khai địa cầm tro lang sập lâm xa cầm tro bắt thiên là bọn mình nuôi chia cứ mình nuôi xa hay mình nuôi lủng cứ mình nuôi chia xong chơi จ้าอ๋อคุณสําหรับนี้ខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងចំពោះប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ហើយមនុស្សល្ងងគឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលចិត្តស្ដាយណាស់យើងមើលឃើញទៅលើតត្តភាពទូទៅរបស់យើងយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់មានឬគាត់ឆ្លាតគឺគាត់តស៊ូគឺគាត់ព្យាយាមឧស្សាហ៍បានគាត់មានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិនបើគាត់មិនឆ្លាត คือគាត់អត់បានធ្វើការតស៊ូព្យាយាមឯងព្រោះថាគោលដៅគាត់គឺនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងហើយបាទនាងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលល្អបំផុតទៅតាមនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីសង្គមជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺមានតែមនុស្សដែលឆ្លាតទេដែលគាត់ដឹងអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើនិងអ្វីដែលគាត់មិនគួរធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់និងអ្វីដែលមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងឆ្លាតយើងអាចធ្វើបានគ្រប់រឿងព្រោះថាគាត់ឆ្លាតស្
bằng hai tha cứ quạt miệng ăn thịt phiền kề ấy chẳng vía cứ chỉ sai kho mua để dưng chẳng vậy tha và xa tại quạt u sa chưa yếm thưa rương tạ đá để chuối độc hạt bần thêm nơi muối nơi chấm đẹp đơn và quạt pra tại nhà và quạt nương ấy để thưa quạt can tại miền ở phía vây chạm mình tha ca thưa ca nghe mình tha ca liên xô được có ca ở rosi từ tua tiền ấy chị đào tẹt tông chùm muối nông mình nuôi lồng ngốn cứ chùm một đặc chờ nhưng mơ khơi mình mẹ đã sai nhưng vậy tại một cô mà nẹt được một pin nẹt nhưng mơ khơi chỉ rùm bởi dương tới sầm phê được của xu nẹt đến nơi tam ti cho nó bớt được cái xong mà chưa sai nhưng mình chọn vậy tha quạt như vậy mà chết bàn tay nhưng mơ bị ca cất phật quạt mang sệt phật quạt cứ quạt tay ta như vậy tha ôi bài từ phơi tê cứ phơi ấy ca nghe nó sầm bạt nẹt miền nẹt đấy kê cô nẹt ti còng cứ à mang sệt phật quạt nó cứ để sa quạt ấp từ tua ban nơi chùm nẹt đông cục còn trong việc thua ở quạt nó cứ cứ ở lồng ngốn đá tẹt tôn chủ mình được bao nhiêu hà nừng chắc nó phải đài lồng ngốn tới cứ ấp hiên cầm nót nơi tha ở quấy đây chỉ chuột việt nam phải dương nghỉ và chỉ vật lang thanh nót cứ lang thanh nót tới cứ ấp hiên cơ tha chỉ vật nhẹ lang thanh nót ai khai tới chỉ ở xây mui tới bây giờ cô để đầu xa tại à mai sẽ vào quạt nâng hơi để cuộc xong chủ mối nâng ở quấy để cô ấp miến đầu xa mình miến bọt vì sao được cô ca chuột chủ mối nâng mình đa mình đồ tây tiện để ai lực tức chặt cô để bán ở vô khơi vì pleasure tặng anh nâng ấy thưa ở quạt nó cứ tới chỉ chớ thưa ở quạt lên trong bàn ấy tặng ó thưa ở quạt cất tha ở ruộng nơi tam sa mạc chiều vô hoặc quạt bập bênh cứ vì khổ khoản này được cho nên hai nên nhóm nơi tại quan trọng trong buổi thiền đạo bảo đại ban lượng lang thang mình nói khác cứ chưa mình nói đại lục sa phi diếm hai mình nói là ngôn cứ chưa mình nói đại chờ cha sông ở quần
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់មកគូទាំងពីរយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមដែលបង្កើតឲ្យមានការធ្វើទំលាប់ធ្វើការងារខ្លាំងខ្លាសម្រាប់ជាតិយើងសូមប្រែកកានីទាំងពីរងើបឈរឡើងដើម្បីឲ្យគ្នាហើយយើងចាប់តែគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការនេះចម្រើននិងបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិយើង សូមអរគុណសាធុវេទិកាប្រគល់កម្រិតដើម្បីពង្រីកកិត្តិយសភាពជាអ្នកដឹកនាំអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញទៅទីកន្លែងដើម្បីទទួលបានកិត្តិយសកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ